Ui, cá bự, cá bự. Cá bự mọi người. Cái cá bự mọi người. Ăn đầy bự nè. Hôm nay đi câu cá tiếp mọi người. Sáng mình lội ra bẻ mấy cây nè, cho dọn dọn giống trống nè, mình câu mọi người. Cây nhiều quá, nay nước nhịp xuống rồi cây nó cao lên mọi người. Cho nên là mình dọn sạch hết mấy cây này là mình câu cá ăn mọi người. Giờ nãy giờ dọn nó xong rồi, bây giờ mình câu mọi người. Rồi mọi người chờ xíu nha. Mong hôm nay sẽ dính thật nhiều cá mọi người. Khi mà giật cá lên mình sẽ quay mọi người xem nha. Mong hôm nay dính mấy con hugo chà bá mọi người. Thôi giờ mình câu mọi người. Nó dễ mọi người, nó dễ mọi người, trời ơi, vô rồi. Như này nè, có mấy tảng đá mọi người, đứng như này nè. Bẻ mấy cây luôn cho nó hết. Nó ăn mọi người, trời ơi. Ủa mọi người, ăn không biết rồi mà giờ nó dính mọi người. Rồi xong. Quần què, nó tiêu luôn rồi. Rồi, nó tiêu luôn, tiêu luôn. Chín cho bự ra cái nhỏ. Mất tiêu luôn mọi người ơi. Gãy cái đọt cây rồi. Gãy cái đọt này nè. Rồi gãy cái đọt rồi, con cá nó lôi mất tiêu luôn rồi. Gãy cái đọt đúng không? Ừ. Cái này luôn rồi nè. Đây, chảnh lấy giùm cái đọt kia đi. Sáng giờ đang nhiều quá. Sáng giờ gãy cái cây câu với đứt mấy cái lử luôn, có dính cá một đêm rồi. Đây nè, một con à. Sáng giờ tóm dây mệt luôn mọi người, có dính cái được cá một cao đấy. Rồi 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 rồi. Rồi, họ dính mọi người, dính đây. Ôi, một đế tiếp mọi người. Rồi, một con đó. Vô mọi người. Vô rồi. Để đó mọi người ơi, bự nè. Đây, siêu to mọi người. Bếp nhỏ này ta. Nó dễ dính đó mọi người, dính rồi. Cái gì đây mọi người? Cái nặng nặng mọi người. Đây cái gì đây, ôi cái một đế mọi người. Ôi một đế bự. Một đế đó mọi người. Một con đó mọi người. Một đế này to hơn mấy con nãy mọi người. Đây một em còn đấy to hơn nãy nè. Dính rồi mọi người, dính rồi. Ôi đẻ nữa mọi người ơi. Giờ cá đâu mọi người. Trời ơi, nay tối quá mọi người. Mọi người thông cảm là tại mình quay cá nước thuốc, tại mình đứng dưới nước nó lạnh mọi người, cho nên mình thường thường mình quay mình ngậm nước thuốc mọi người. Dính còn cá còn đấy mọi người. Dính nó bự ơi. Dính rồi. Dính mọi người. Dính con đó mọi người. Làm câu lặn băng luôn mọi người. Tưởng đâu gãy nữa chứ. Sáng giờ gãy hai cần rồi mọi người. Một con đó mọi người. Con này hơi nhỏ nha, không bự. Cây nhỏ gì có giật là ok rồi mọi người. Có giật cá là cho mọi người xem là nó vui rồi. Đấy mọi người. Con đó. Quậy quậy mạnh mạnh nó mới vô mọi người. Quậy nhẹ quá nó không vô. Mình phải dùng quậy mạnh nó mới vô. Dính cây luôn. Ui cá bự, cá bự. Cá bự mọi người. Dính cá bự mọi người. Ăn đầy bự nè. Tép này nó nhỏ rồi bắt lên. Chấm về câu được nhiêu mọi người? Mấy con đây, 6 con mọi người.
6 con. Giờ nó nghỉ ăn mọi người ơi. Cái mình cuốn câu mình về sớm mọi người. Hôm nay mình về sớm bữa đi. Câu gì sáng mới vô câu chưa dính cá gãy 2.000 câu. Đứt luôn 3-4 cái lử. Giờ câu còn nói vô câu đỡ giờ nó dính được có 6 con cá giờ mình đi về mọi người. Giờ này cá nghỉ ăn rồi. Thôi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người tới video sau mọi người. Mọi người có thích kênh mình nhớ ấn cho mình xin một like mọi người. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Rồi bây giờ mình đi bye bye mọi người nha. Hẹn video sau nha.